Tổ chức Y tế Thế giới cho biết so với các nước khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng người nhiễm viêm gan virus B sau Trung Quốc, vị trí thứ 3 về tỷ lệ viêm gan C sau Trung Quốc và Nhật Bản. Bệnh viêm gan, nhất là viêm gan B và viêm gan C, từ lâu vẫn được coi là một đại dịch ở nước ta, với số người mắc lên tới hàng triệu người và có sự gia tăng nhanh chóng qua các năm. Vâng, chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ đặt ra cho các nhà khoa học Việt Nam đó là việc nghiên cứu, tìm ra các hợp chất có tác dụng kháng virus viêm gan. Và một tin vui với những người bị mắc viêm gan và bệnh gan nói chung, nhiễm virus viêm gan nói riêng, đó là các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hợp chất kháng virus viêm gan từ cây nhó đông, một trong những dược liệu quý của núi rừng Tây Bắc. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, ước tính tại nước ta, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B khoảng 6-20% dân số, nhiễm virus viêm gan C là 0,2-4%. Việt Nam đang có khoảng 9 triệu người mắc viêm gan B, 1 triệu người mắc viêm gan C. Và trong số những người trưởng thành, cứ 10 người thì có 1 người mắc viêm gan B. Số người tử vong do virus viêm gan cao hơn tổng số người tử vong do HIV/AIDS, lao và sốt rét cộng lại. Lý do là vì viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm phổ biến gây biến chứng gan như xơ gan, ung thư gan dẫn đến tử vong. Thực trạng này đã thôi thúc những nhà khoa học của Viện Hóa học và các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và tìm ra những hợp chất có công dụng kháng lại virus viêm gan. Với 35 năm nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên, lại thường xuyên lặn lội đi thực địa vùng sâu vùng xa, nghiên cứu về cây thuốc quý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường cùng các cộng sự chú ý nhiều đến cây nhó đông là bài thuốc chữa bệnh về gan của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La, Lai Châu. Kế thừa kinh nghiệm nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước, năm 2012, đề tài nghiên cứu chiết xuất hoạt chất và bào chế thuốc điều trị viêm gan virus từ rễ cây nhó đông được triển khai. Đề tài nằm trong chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước. Đến năm 2016, công trình cơ bản hoàn tất. Và điều kỳ diệu mà các nhà khoa học tìm ra trong cây nhó đông đó là hoạt chất molongosid có tác dụng kháng virus viêm gan rất tốt. Thì đã phát hiện ra một số các hợp chất anthraquinone và một số hợp phần từ rễ cây có tác dụng kháng virus viêm gan B trên thực nghiệm rất là mạnh. Cái hợp phần có tên gọi là molongosid qua đánh giá cái chỉ số nồng độ HBV DNA thì đã chứng minh rằng cái hoạt chất này có cái tác dụng tương đương với cả cái chế phẩm namivudin, là một cái chế phẩm mà hiện nay đang được dùng chữa các bệnh về gan. Đây cũng là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đánh giá toàn diện về tác dụng của cây nhó đông với sự tham gia phối hợp của Trường Đại học Trung Nam Hàn Quốc. Những kết quả từ quá trình nghiên cứu đã mở ra một hướng mới trong điều trị viêm gan virus B, C và các bệnh suy giảm chức năng gan khác. Kết quả cho thấy các sản phẩm chiết xuất từ rễ cây nhó đông có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus. Bắt đầu ra thị trường và cũng có một số các tín hiệu tốt từ các bệnh nhân đã có người mua lại đến lần thứ 2, thứ 3 và cũng cho thấy rằng là cái khả năng và hồi phục là tương đối tốt. Thì đây cũng là một tín hiệu tốt tiến tới là đưa cái sản phẩm này ra thành thuốc trong tương lai. Sản phẩm kết tinh của công trình nghiên cứu đang là người bạn đồng hành cho những người nhiễm viêm gan virus. Mắc viêm gan B nhiều năm nay lại không bỏ được sở thích uống bia. Lượng virus viêm gan B trong cơ thể người đàn ông này vẫn không hề thuyên giảm. Mua về là tôi uống, tôi thấy coi như cái bệnh của tôi nó có giảm và có biến chuyển. Xét nghiệm thì bác sĩ nói là bây giờ là bệnh của ông đã giảm. Giờ đây, lượng virus viêm gan B trong gan của ông không những không nhân lên nữa mà còn giảm đi đáng kể và trở về trạng thái âm tính. Có thể thấy, việc phát hiện ra hoạt chất molongosid chiết xuất từ cây nhó đông là một thành tựu lớn mang tính bước ngoặt cho việc điều trị viêm gan virus tại Việt Nam. Đây cũng là hy vọng mới giúp người Việt tiếp cận với một cách điều trị mới, an toàn, hiệu quả với chi phí rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm của nước ngoài.